nay mình sẽ chia sẻ cho bạn và mọi người xem một chủ máy ở Mài Thước gồm 5 chiếc 70 và 900 lẻ. Đó, các bạn xem tải máy. Xung quanh là chúng ta không chiếc nữa, 3 chiếc nè. Đó, 4 chiếc 70, 4 chiếc 70 rồi 1 chiếc 105 nữa là 5 chiếc nha. Sáng thì anh em chuẩn bị máy móc ra đập đó các bạn. Rồi các bạn và mọi người cùng xem các anh em đang tụ họp lại sau khi ăn cơm xong thì xuống máy sức bắt đầu xuất hành ra đi nha các bạn. Có quăng lên chưa? Có rồi. Có rồi hả? Sáng này quăng lên rồi nè. Quăng lên sáng. Tên gì vậy? Kéo dè lại xuống chẹt luôn các bạn. Đó. Thì các bạn thấy 70 này vừa xuống chẹt thì 105 vừa chuẩn bị rời bến đang đi nha các bạn. Cái này kêu bằng như cái tập đòn máy cắt, như đòn máy cài xưa vậy đó các bạn. Đó, thì ghề bến chứ 105 ghề bến các bạn.
chiếc 70 này bắt đầu lui ra đang xuất hành đi các bạn ơi. Bạn thấy ở đằng cá chạy đó, chiếc 70 kia chuẩn bị xuống phà nữa đó các bạn, nó đang lùi xuống phà đó các bạn. Đây cái máy kéo đang chuẩn bị xuống phà cùng cái máy cắt này nha. Kéo xuống trước các bạn ơi. Giờ tới máy cắt. Bạn thấy chiếc thứ hai bắt đầu xuất phát rồi. Nam đang di chuyển phà các bạn. Cái phà bên đó nó là cái đầu máy ủi nó bị hư các bạn, đang sửa ở trên nhà đó, đang làm máy, đang làm cơ lại ở trên nhà. Bây giờ chiếc này nè đang dòng chiếc kia luôn đó, là cái phà này hai chiếc dòng.
trồng qua cái mỏ trâu bên đây, trồng vô đang trồng mỏ trâu hai bên đó các bạn. Chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem 5 chiếc máy của Chugo, gồm 4 chiếc 70 và 1 chiếc 105. Em chuyển phà đi cắt nha các bạn. Cái phà này là do cái máy ủi ở đằng sau nó đang sửa chữa ở nhà nên phải dòng đi nha các bạn. Nó thì trước đó thì đã có 1 chiếc 70 và 1 chiếc DC105 đã đi trước nha các bạn. Nó giờ tháo đầu máy ủi ra vậy đó, rồi dòng thì phải bẻ cái lắp máy theo đặng mà lái theo đó các bạn.